Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt, anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới, anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng mực, rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. Xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. Quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn, bên đây 2 tuổi. Mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2 nhì, trai hơn 1. À, chào chị. Chào anh. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Đứng đây cho nó nghe rõ. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá thì im thinh nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm nhưng chế mà tốt. Im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dường như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói ra nó có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm gì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngon lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai, 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Rồi chào em siêu chị Bạch Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Thiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng thôi. Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp nó? Sao, ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không biết cho gọi nữa. Dạ, anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng. Vui, bên kia vui. Chị dễ thương lắm. Chỉ có lúc nóng lên không vui thôi. Với thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá. Thôi ơi. Đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 50-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là dụng như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiến nho nhỏ theo cái tuổi của mình á. Cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói chuyện cũng hơi chậm, chắc cũng không đổ đâu, vừa cũng chắc đó. Anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không?
ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À, quên dạ. lộn nhà rồi. Về nhà bà đi bà. Dạ, ừ, thấy sang bắt quà làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn cái tôi ban qua. Đó, thấy không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi. Trời đã định đâu rồi, người có nhà, người có nhà. Người có số điền chủ hả? Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi với ai vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan, chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ, anh hiền không? Không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài hết trơn. Lúc trước á thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, chắc được. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình. Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa. Để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên chứ, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Nhưng mà theo Linh á, là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ ra, người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha. Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nó không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? À. Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? Vô. 60 năm cuộc đời. Vô. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau phào dương xa vời vời, 20 cưới là bao ơi là thế, đời sống không là bao ơi là bao, đời không lâu là thế ơi, được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Yo. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai. Yo. Nên khi yêu ai thì yêu cho tròn lời. Em ơi cưới là bao. Yeah. Rung không, rung không? Dễ thương quá. Rung không, rung không? Hay rung. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Yeah. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu? Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia vậy đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh, ví dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có một câu nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác đó đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á. Em tặng cho anh cái cà vạt thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng không biết thắt nha. Em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà, để gọi là trên vai anh đó là luôn luôn có một người bạn gái. Đó là em đi. Trời ơi.
Chứ người ta, phụ nữ ta lãng mạn. Chưa. Thì có để yêu thương. Đúng rồi. Trời ơi, cũng được rồi. Cũng hợp với cái áo này chứ. Đẹp quá. Rồi các bạn ơi, mỗi người là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mọi. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em có thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm. Xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không? Nhẹ nhàng mà. Cái màu giống ra, giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ, có chuyện xịt. Tôi xịt xịt được đâu? Xịt đâu vô dai vậy? Hả? Xịt vô đâu? Nè nè, dán tóc lên, dán tóc lên đây nè. Em nghe mùi. Dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Xịt mà ông rải như này. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nói em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Cái đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng cũng chuộng, nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi chứ không phải là quá hiền. Dạ, thí dụ như gặp một người nào đó người ta gây gổ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó, nó là như vậy nha. Đây là người đi. Cái đó mình cũng chưa biết. Chắc để cho đi luôn quá. Mình phải chắc để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi rồi phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi. Bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh chờ cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Thích là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy. Nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó, có thì một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Đây, quà của anh gửi tặng cho chị. Chị đi đây nè. Và hy vọng ngày hôm nay với sự nỗ lực của hai con người, hai mảnh ghép khác nhau, họ sẽ đồng đều với nhau trở thành một mảnh ghép vĩnh cửu quý vị nha. Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi,
và em đang công tác tại trung đoàn 97 sư đoàn 370 của quân chủng phòng không quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì cả đúng không? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái, gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. À... dạ em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh trai bên kia và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em ngon lời chị. Ông Đan hết một bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có Đan nữa hả? Mình thì mình không không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tư chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi quá. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ đúng rồi.
hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha, trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó, thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tặng trai không ghen gì chị ơi. Nhớ nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực tròn cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình yêu. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì bình an là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Thì anh muốn gửi đây em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng hơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát ấy chứ nhỉ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này anh không có mục đích để em đến, nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ anh nhét vô tim nha anh. Ờ nhét luôn nha. Dạ, ờ, anh nhét chặt lại nha. Ờ, thôi tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Chị em nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm, thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Dạ. À. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động, còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xét cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Hôn. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó.
Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc hiểu. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa. Nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ có tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn dạ. Mê gái đó, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao gấp rưới quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo phát vô để bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ được chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em nói ít coi phim nên mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Hít đó là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô đó chị. Đúng rồi. Dạ. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê, 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 ghê. Cha võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa? Nhịp tim nó tăng cao rồi. Máu gì nhóm máu gì? Dạ, em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì
thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi. Rồi thở dữ vậy, căng quá chị. Phải đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy, để anh lo. Dạ dạ cảm ơn anh ạ. Để coi coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Dạ. Qua bắt đàn gái hít đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có, con cố gắng được con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được á. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? Ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. À gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng rồi. Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ, gia trưởng bên... là dạ, bên tê phát âm sai. À không, bạn này không gia trưởng đâu, bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau, cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ cảm ơn cô ạ. Cũng hiền. Cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Dạ, lúc bỏ rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À có làm ruộng nổi không? Dạ nhà em làm ruộng. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À đi rồi. Qua sông mới tới rồi. Rồi, cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á, thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? À, chào bạn ạ, mình có món anh em đi, bạn. Anh em đi, cho nó thân mật. À, anh không biết là em có thích qua gì, nhưng...
cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em thích luôn ạ. Gì vậy? À, con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. À, em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chắc con non quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ số em. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi. Nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay đang một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, con cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Bấm chuông rồi sao vậy? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào trơn, tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó. Tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy làm sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố định nhìn sao hơn, chứ đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nào, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là tới tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Thôi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Ông bấm hồi, ông bấm không được cho coi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Thôi
Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em báo không có ai. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. Lần hai là sẽ khắc vào sâu vào tim rồi không quên được. Dễ thương quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ con. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô. Hôn lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ từ. Nắm tay vô. Hôn từ từ, chừng nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị. Hôn vô. Hôn từ để ra Y Nguyên, để Y Nguyên. Để Y Nguyên hít hít vô, hít sâu. Dạ. Người ta hôn đầu tiên mà. Hít. Đó đi nha. Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hít thấy thương luôn. Hít thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha. Ở cụm đập Cinebox 212 lấy chiến thắng á. Tới đi xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Công việc hiện tại của em là DJ. Và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi. Có. Phải có. Dạ. Bây giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Mời anh trai. Mời đàn gái. Trời ơi. Mời đi kinh. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Đời. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ ạ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước. Và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ nên tự nhiên em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Dạ. Ngoài cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi, bạn Nam ơi. Dạ, chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích đứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả? Em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm.
và đã chia tay hơn một năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức làm bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống đó chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên là hiện giờ là em chỉ mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có dạ, luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? Thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này đạt luôn. Này đạt. Là không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại có vì luôn. Lỡ em có đi guốc thì là bằng. Cho em đi guốc dạ. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây thì chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu chứ. Có quan tâm không? Dạ, có, nên giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À, dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Rồi cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi đừng tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tại vì em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xuôi ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong dạ. Cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em vẫn nấu cũng được ấy. Dạ, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng thôi. Không, nhưng mà em thì em không có cấm, miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này, có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không, chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu.
Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là về việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam, cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Giữa anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả. Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im ở đây xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Về anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm. Và những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam có thể nói là những người rất 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 thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có bậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Okay, chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3. Anh nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakyo tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức. Em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi cho em luôn. Được, tới luôn em ơi. Được, anh mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước vụ này đi, vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình,
kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều tuyệt tí. Một người nói người ngồi nghe không cũng buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng nói mà đi. Em không có mụn miệng. Em năng động thì có, man lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào thì nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp rồi. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Vì dán thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả quen mà bạn không chơi cũng mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao em chơi được hết, bóng vàng, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh, hồi lâu quên cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ, không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại chưa cơ hội để đi nhiều. Tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Rút em tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em luôn. Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phục thì em cũng có kinh nghiệm rồi nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì trong xe nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dù nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, em nổi đâu. Trời ơi, bự quá rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là rủ rê. Dạ. Ôi dụ, tưởng nó là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian thì có thể em về quê. Rồi để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em, nãy giờ đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn. Đồ trang sức à? Dạ, cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng tiệm mà. Mấy cái đồ mà tuổi tiên thì khoảng nhiêu? Dạ em không nghĩ ra, ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi cái kia. Cái trang trước sức sao ha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Quất Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi.
còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi. Khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng lại. Cảm ơn. Đó banh nóng chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi. Cho tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Bên con cái khiếu là tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy bopping giới thiệu cho chào sân cái đây. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Wow. Ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Hết. 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 Mắc cỡ quá. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là đem anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại em thích việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích... được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm một chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nay em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều một chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ đã lo vậy. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nhé. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. 1 2 3 Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế là kỳ kỳ.
Em với người giả bộ nhắm mắt đi nha. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước.